Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu một với các bác một chiếc xe địa hình cao cấp mới về tại cửa hàng em, Gian XTC860. Được sử dụng nguyên bộ cấu hình của SLX và DOG. Vâng, như bác thấy thì chiếc xe có màu xanh đen. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là mẫu Gian XTC860. Có thể lên Google search thêm về mẫu model này. Sơn màu xanh đen, sơn còn rất là mới các bác nhé, hầu như rất ít vết xước, thì vết xước răm nhỏ nhỏ như này không đáng kể, không ảnh hưởng đến chất lượng của xe. XTC rất là to ở khung chéo của xe đây, dưới. Cọc yên và yên thì nguyên zin của Gian, yên rất là mới các bác nhé, yên zin của Gian rất là mới. Phản quang, đây là một mẫu xe sử dụng bộ vành 27,5, to hơn những vành 26 thông thường. Cho xe cảm giác có hầm hố hơn, to bản hơn. Đấy, các bạn có thể thấy. Đấy, 27,5 có ghi trên khung đây. Nguyên zin của xe là vành 27,5 thôi. Sử dụng công nghệ nhôm của alloy XL, cao cấp hơn alloy thông thường, cho xe nhẹ và độ bền cao hơn. Đây là một công nghệ làm nhôm rất là nổi tiếng trên thế giới cũng như họ sử dụng của Gian rồi. Xe size S thôi nhé. Xe đi dây âm sườn. Sử dụng phụ đề của SLX. SLX rất là cao cấp, gần như là chủ cuối của dòng Touring và dòng địa hình. 10 tầng lip, các bác thấy lip còn rất là mới đâu nhé. Mayer nguyên zin của Gian, nguyên bản theo xe, bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Đùi đĩa cao cấp, đùi đĩa của Shimano DOG, đùi đĩa trục dốc 3 tầng. Phía trên đây thì là các bạn thấy đây là giảm sóc nguyên zin của Gian. Giảm sóc thì có khóa trên tay luôn các bạn nhé, khóa hành trình trên tay. Các bạn phải cúi xuống để thay đổi chế độ khóa sóc nữa, và bấm trên đây, bấm lên đây là khóa đây mà còn rất tiện dụng. Tay nóng này thì được chủ trước người ta trang bị lên cái đệm rất là êm đúng nhé, thấm hút mồ hôi. Bộ tay lắc, bộ tay bấm cao cấp của Shimano DOG. Đây là bên đĩa 3 tốc độ và bên lip 10 tốc độ, bên xe 30 tốc độ thay đổi rất nhiều tốc độ các bác nhé. Cấu hình cao cấp SLX và DOG. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano, phanh đĩa dầu thủy lực. Đây đằng trước đây, mày ở trước cũng của Gian các bác nhé, đều nguyên zin ra xe. Nhìn thấy bộ lốp thì em đánh giá bộ lốp này rất là mới, khoảng tầm 80-90% bộ lốp này
Gà rất đầy đủ. Bộ bánh của Giang. Nguyên tin. Phía bên dưới đây là một mã vạch. Dưới cùng là một mã vạch của Giang này. Của xe. Bây giờ xe đo khung đứng của xe. Vâng, và xe có khung đứng là 42 các bác nhé. 42, 42,5. Khung ngang đây là 55. Vâng. Phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Đến 1m7,3 có thể đi vừa chiếc xe này. Mình sẽ đi vào chuyển động. Lên lift. Chuyển động rất là tốt, chủ đề của SLX đủ nít. Vâng, phía bên tay phải là đủ đĩa trục rỗng 3 tầng của DOJ. Lên đĩa. Vâng, rất là tốt đây. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Gian XTC 860, dòng xe địa hình cao cấp của hiệu Gian. Xe được bán tại cửa hàng em với mức giá 11.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 749 93 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe có tại cửa hàng em. Xin chào các bác theo dõi video.